Điện thoại Vetu Minda Carbon là một chiếc điện thoại của hãng điện thoại cao cấp Vetu. Chị Lan đang tập hợp chiếc điện thoại Vetu Meta Carbon New, dòng cao cấp Luxury Vetu có cấu hình mạnh nhất hiện nay. Vừa sang trọng, vừa đẳng cấp, vừa thượng lưu. Đó chính là yếu tố của chiếc điện thoại Vetu Meta Carbon. Điện thoại Vetu Meta Carbon là chiếc điện thoại cao cấp của hãng điện thoại Vetu. Vetu là thương hiệu chuyên sản xuất điện thoại cao cấp luxury hạng sang. Từ chất liệu màn hình sapphire nguyên khối, chống va đập rất tốt, với mặt phía sau lưng là sợi carbon vô cùng cao cấp và sang trọng. Thường chúng ta sẽ thấy sợi carbon này thường xuất hiện trong những chiếc siêu xe, những chiếc xe hạng sang từ túp lô hoặc là hai bên thành của cánh cửa. Chiếc điện thoại có cấu hình mạnh nhất thời điểm hiện tại của dòng điện thoại smartphone của hãng điện thoại Vetu. Điểm nhận diện chính là ở đây, có hình chữ V của thương hiệu điện thoại hạng sang Vetu. Camera siêu nét, siêu đẹp và siêu mịn, chụp hình siêu đẹp và bao đẹp. Cảm giác cầm thoải mái và chắc chắn, dễ chịu, không bị trơn trượt. Vi được bo cạnh rất là hài hòa, kết hợp với phần carbon sau tạo điểm độ giữ chắc chắn. Kỳ lân luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.